bóng kim mô nghe ánh vàng chói chói, cung thỉnh mời chú bói tổ mường lai lâm. Đông nghe sơn nghe hàn chúng tú nối đời làm mê chúa rừng xanh dòng họ hà hào kiệt xưa nay. Song thần luống đêm những ngày thank you.
hiền thánh chứng minh cho đồng ý nghĩa. Khai quang dòng nhan thập cờ diệu Chúa về chứng đền chung Nga tích tăng cũng giảm kim hồn hoàng thân cận Phật thánh Chúa thiên trung vương. Bắc quốc đây đại bình ngôi đàn.
sắc phong diệu tín thiền sư anh hùng
su diệu nhiên hô phóng hoàn vũ bảy kim cương bát bộ tùy thân thì lo ơi sao lo ơi cho
cho khắp mi hết mọi nơi, dân ni an quốc thịnh cuộc đời vinh hoa, khắp muôn dân nơi nơi thờ phụng sắc lệnh ban quốc nghi mẫu Nam Bang chỗ hoàn ngài núi bạc sơn ni chẳng ngát to, sắc lệnh ban khắp mi tòa tiên giới bát bộ sơn trang, nghe lệnh chúa truyền sửa sang khắp các cõi tiền. Ngày 19 về thiên thượng tòa, chúa giáng ninh nghi ban ni tại tiếp lộc cho quốc dân ni khắp mi hết gần xa, ai bà biết đến mi chúa bà đi. We'll be right back.
xuống ngôi đền Tây, mở đường nhân nghĩa ban ấm no cho mọi nhà. Ai tâm thành Chúa sẽ trao, trao cho người nhất tâm, cho buồn, cho ban gấp nơi gần xa. Trần gian có biết Chúa tài lộc tối cho trăm họ giàu sang đời đời, Chúa đem cho trăm họ đời đời giàu sang. Giàu có
sinh nghi lý trần lê, sắc nghi phong thường đậm hiểu đề tôi linh tây thiên tam đạo địa linh đi.
tiên tỏa sáng lung linh trong đền chùa đẹp làm sao. Thank you.
tùng bách bốn mùa ngắn. Cánh sen hồng còn đóng hơi dương, nguyệt hồ chúa voi anh nghe linh ai tẩy ơn não tổ. Theo thầy học đạo mười năm trời tu kiếm thiền. Nói rồi binh nghi lừa càng qua, mẫu cho sáng thế trừ tà cứu dân. Nhớ xưa tích nghi cũ chiều nay, một thôn mái đồ nghèo mê mà hận xương làm vườn hót bên đường hoa tre. Khắp chuyện là trên trời dưới bể có những điều không thể tìm ra, tử sinh vận hàn trong trong nhà. Khi hư vận kém toàn xa tới kỳ, đường tài lộc sinh nga ly, từ địa hay huyền ly, mông bị thủy phong ý đồ đen trắng cũng ở trong. Tiêu thiểu nhã nhạc hát ca vang đền, về đồng tiền cung tuần nhang, dâng lên tam bảo mười phương độ trì, dâng lên tam bảo độ trì mười phương. Thừa diệu quang minh chiếu từ trung nga tích tập cũng nghỉ ra kim phùng quang thần thần thanh chúa thiên trung vương ý à. Chúa quyền tốt đuốc vào ra sớm chiều, hồ mây nằm chiếu đừng đèo ý nghĩa. Đuốc tiên tỏa sáng lung linh trong đền, đẹp làm sao. Đuốc tiên tỏa sáng lung
lung linh trong đền, lung linh trong đền Chúa nguyện đẹp làm sao. Kìa sao đẹp duyên xinh thế, dáng dáng tiên yêu kiều, đi bên ta nhẹ nhàng khi đàn tiên chưa đang hai hòa đi về, là tiên chưa hai hòa nay đang về. Chưa mới ban ra bút thư quỳnh ngọc đem qua đền đây và hát cho tiền tốt của bộ giày bằng lập cho nhiều lập ngoài năm phương thách đồng nghề con khuya ra mi phục thường ba mươi mùng một ngày người đi hôm sau ngày ba mươi mùng một hôm sau ngày mười tư. Thank you.
oanh kiên lệ, tòa khai kim cũng nghe. Vâng lệnh sai thiên định để sắc chỉ Chúa giáng trần, xuyên đi đúng ta tinh Chúa sai vạn vạn binh hùng. Mây hồng
suy cung hòa ca trên khắp sườn non nhìn quanh đang vờn quanh. Mặt đèn đây đích thiên chú về trình tâm họ cao dâng trình. Oh,
nhiệt tâm mê quý Phật tổ linh thông nhiệm màu dầu ai dám đào cất cầu nhát thân phụng sư sớm khuya kinh thờ thành ra ngồi cùng năm miếu rõ ràng năm hương nghi năm miếu rõ ràng thỉnh chú bàn cảnh nghi dáng đàn đây
rào khắp bốn năm phương thị thành. Gọi phú xe trả tiền thì bằng giấy, ai thấy chúa bà tay lạy miệng phát, thân lạy chúa thương những kẻ hại. Chúa thương những kẻ cơ hàn, biết lên lại được lòng yêu thương sánh sáng.